Rồi. Xin chào toàn thể quý anh chị ạ. Rất vui khi hôm nay lại gặp lại toàn thể quý anh chị trên kênh Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên nhà đất khu vực thành phố Di An và thành phố Thuận An cũng như là thành phố Thủ Đức. Hiện tại thì em đang có mặt tại khu trung tâm hành chính thành phố Di An, tỉnh Bình Dương để gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn một lô đất nằm trong khu trung tâm hành chính này. Hiện tại thì em đang có mặt tại đường K nha quý anh chị. Đường này là đường K. Từ đây mình di chuyển ra cái đường số 9 á, khoảng tầm 3 đến 400 mét nha quý anh chị. Rất là gần ha. Và lô đất mà hôm nay em sẽ gửi tới toàn thể quý anh chị, nó nằm trên mặt tiền của con đường số 15 nha quý anh chị. Đây. Đường số 15 giao với đường K là đường này là đường số 15 nha quý anh chị. Con đường này thì nó có lộ giới lên tới 16 mét. 16 mét là bao gồm cả vỉa hè nha quý anh chị. Đường này rất là rộng. Khu vực này là khu vực văn minh, khu vực đẳng cấp nhất của thành phố Di An nha quý anh chị. Ở trong đây thì mình ở thì quá là tuyệt vời rồi ha. Một vị trí rất là đẹp. Và cái phía trước mà quý anh chị đang nhìn thấy đấy, đấy là cái trường quốc tế Việt Anh nha quý anh chị. Lô đất của mình nó có vị trí gần với cái trường quốc tế Việt Anh đấy ha. Rồi con em mình đi học cũng rất là thuận tiện. Và nó cũng kế bên cái khu biệt thự nha quý anh chị. Khu biệt thự của khu trung tâm hành chính Di An. Đây, xung quanh đây chủ yếu là biệt thự rất là nhiều. Khu này mình ở thì quá là ok. Đây là khu trung tâm của thành phố Di An. Rồi, để bây giờ thì em sẽ di chuyển, em quay thực tế cái lô đất cho quý anh chị xem nhé. Tổng diện tích của lô đất này là 145m², ngang 5m và chiều dài lên tới 29m nha quý anh chị. Thổ cư 100%, sở hữu mặt tiền đường số 15, khu trung tâm hành chính Di An thuộc phường Di An. Còn đường này thì nó có lộ giới 16m, bao gồm cả vỉa hè, rất là đẹp. Ở xung quanh đây cây xanh rất là nhiều nha quý anh chị, rất là mát hả. Đây, và lô đất mà hôm nay em gửi tới anh chị nó ở vị trí này. Em sẽ di chuyển lại cho quý anh chị xem. Về phong thủy thì lô đất này nó có hướng đông bắc nha quý anh chị. Sẽ phù hợp với toàn thể quý anh chị mình có cung mệnh là Tây Tứ Trạch. Đây, một vị trí rất là đẹp. Nằm trong khu trung tâm hành chính Di An. Với mức giá của lô đất này cũng đang chào bán ra thị trường rất là tốt nha quý anh chị. Chỉ có 47,5 triệu cho 1m² thôi. Mức giá này cực kỳ là ok nha quý anh chị. Đây là một mức giá rất là rẻ so với trong khu vực này. Ở trong khu trung tâm hành chính này thì đa số là từ trên 50 đến 60 triệu rồi nha quý anh chị. Còn lô đất này chỉ có 47,5 triệu trên 1m². Đó là lô này nha anh chị. Rồi, ngang 5 và dài 29. Một vị trí rất là đẹp. Và hiện tại thì tổng tiền của lô đất này là 6 tỷ 887 triệu. Và còn thương lượng. Giá này còn thương lượng chính chủ nha quý anh chị. Và có hỗ trợ ngân hàng cho quý anh chị mình nếu như mình có nhu cầu. Rồi, nếu quý anh chị quan tâm tới sản phẩm này thì vui lòng liên hệ cho bên em để mình cũng xem thực tế. Ngoài ra thì bên em chuyên nhận ký gửi mua bán bất động sản tại khu vực thành phố Di An và thành phố Thuận An. Nếu quý anh chị có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho bên em để mình cùng tham khảo thêm những cái sản phẩm của bên em nằm trong khu trung tâm hành chính này cũng như là toàn thể khu vực thành phố Di An cũng như là thành phố Thuận An và thành phố Thủ Đức nha quý anh chị. Một lần nữa thì cũng mong toàn thể quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh và ủng hộ cho bên em và cập nhật những sản phẩm mới nhất của bên em. Em xin chân thành cảm ơn ạ.